em, chị mới hỏi em. Với lại á, là người ta đồn, nhưng mà chị thì chị không bao giờ chị tin cái gì mà đồn thất thiệt hết á. Chỉ nghe người ta đồn thôi, em hiểu không? Thì em biết mà, trước giờ ai ở cái làng này ai chẳng biết là chị là cái người mà ít mồm ít miệng. Đúng rồi, đúng rồi. Hay là bây giờ hỏi chị DVD. Chị không kỳ thị cái vấn đề này. Cái vấn đề này đối với chị rất là bình thường, rất là bình thường. Em hiểu không? Chị rất là chia sẻ với em luôn. Tại vì á, chị là bạn của chị em. Chị coi em như là người thân. Bây giờ em không có tâm sự được với ai, em cứ nói với chị. Không có, em không có chơi. Em thề với chị em không có chơi. Khi nào chơi em nói. Bây giờ nó không có chơi thiệt. Thôi em ơi, em có chơi thì em cứ nhận chứ không có sao hết. Em đã bảo em không cố mà. Vậy mà ngoài kia tao đồn em quá trời luôn á. Nó đồn em là chơi BD bây giờ là lậm lắm, lậm lắm. Bây giờ không có thẳng được luôn á. Không biết cái đứa nào khẩu nghiệp, khẩu mõm, khẩu miệng như thế không biết. Kiểu gì cũng bị ông trời đánh, ông thánh không mới vào trong xe. Em không chơi thì thôi, người ta nói kệ người ta. Người ta nói mà bây giờ em lại rủ người ta như vậy, không chừng em là nghiệp tụ vành môi đó. Không chơi thôi, không sao. Nhưng mà em bức xúc chị hiểu không? Từ em có điện thoại. Tôi nghe đi. Alo. Cái gì? Chiều nay á, chiều nay bố mày bận rồi. Phải đưa nó đi khám chứ. Chứ bây giờ nó có bầu rồi, cái bầu là của mình. Mình không đưa nó đi, đưa người khác đưa đi vô trách nhiệm quá, không được. Để người khác nhá. Em bận hả? Em bận thì thôi em đi đi. Chị hỏi em là chị hỏi rồi đó, em đi đi. Thế thôi em đi nhá. Ok. Mà không có BD nhá. Ok, bye bye. Cái gì vậy? Ở đâu ra vậy? Ở đâu ra tự nhiên cái tin đồn thất thiệt dữ vậy trời? Ồ, đồn gì thiệt mà vậy? Thằng em của chị nó chỉ biết lo học thôi, làm gì có chuyện bồ bịch gì đây. Nếu mà nó có bạn gái hay cái gì là chắc chắn nó sẽ đem về nó giới thiệu cho chị biết. Không có cái chuyện đó đâu, em đừng có đi đồn bậy như vậy. Không hề, em không hề đồn bậy. Cái nhà của chị á là dạy dỗ mọi người, các thành viên trong gia đình rất là kỹ. Cái nhà của chị là gia phong, là từ đời ông bà ngoại, ông bà nội cho tới ba, tới má chị, cho tới đời hiểu, tới em của chị và tới con cái chị dạy rất là kỹ. Em biết. Em chỉ có cái chuyện nhưng mà chị ơi, nó làm cho con nào có bầu rồi bây giờ mà chị không biết được. Nó có bạn gái chị còn chưa biết nữa mà ở đó chị em nói chị nghe nè, cái chuyện mình dạy dỗ đó là một chuyện, nhưng mà cái chuyện nó như thế nào là một cái chuyện khác. Tại vì sao? Tại vì xã hội bây giờ nó rất là hiện đại. Bây giờ cái chuyện nó cũng không có gì, chị đừng có làm nghiêm trọng quá. Là cái sao? Chuyện đó là chuyện vui. Chuyện vui cái gì chứ, nhưng mà em dựa vào cơ sở nào mà em nói như vậy? Trời đất ơi, em nghe đồn hay ôi sao? Không phải là em nghe đồn sáng nay nè, em nghe thằng Thắng. Trời ơi, thằng Thắng em chị nó hư dữ vậy hả em? Không có gì mà đâu mà hư chị, nhưng mà cái sao lại không vậy? Nó phạm vào gia phong nè, nếp gia quy của gia đình rồi. Trời ơi, còn bằng mũi nào mà chị đi ra ngoài đường chị nhìn mặt người này người kia nữa. Thôi chết tôi rồi, chết tôi rồi. Ủa, sao tôi rồi. Sao cái thằng Hắn này nó kỳ quá. Trời ơi, nhục quá là nhục mà. Chị cứ bình tĩnh. Trời ơi, nghe em nói nè, chị phải bình tĩnh. Bây giờ chị rần lên nó cũng không giải quyết được cái gì hết. Cái gì? Cô không ở trong hoàn cảnh của tôi làm sao mà cô hiểu. Cô kêu tôi bình tĩnh chứ. Không được rồi, chị phải gọi cho nó về. Gọi liền đó chị, liền luôn. Alo, Thắng hả? Mày đang ở đâu? Phòng khám à? Thấy chưa, tôi nói không có sai mà. Mày về liền cho chị. Về liền, không có khám gì hết. Đó. Không có lấy thuốc gì hết. Đó. Đi về liền. Về em này đi. Chị Hai quỳ xuống. Tự nhiên gọi em về gấp còn bắt em quỳ. Quỳ Thắng, em đây. Mày biết lỗi của mày chưa? Thì em chưa biết, em mới hỏi chị đây. Mày còn dám nói chuyện như vậy nữa hả? Ba má sanh mày ra vậy mày như thế nào hả? Sao bây giờ mày gây ra nghiệp tày trời vậy? Em đâu có gây ra nghiệp tày trời gì đâu. Thì từ trước đến giờ em vẫn là người tốt mà chị. Mày còn dám nói gì vậy hả? Mày dám mạnh miệng mày nói gì vậy hả? Em kể cho chị đi. Mày nằm xuống vậy đây. Nằm xuống. Tội thứ nhất là tội nói dối. Em có nói dối gì đâu. Tội thứ hai là tội cãi cố. Thì không đúng thì em phải cãi chứ. Thắng, hồi sáng em đưa con Mina đi khám á, thì bây giờ em nói với chị Hai đi. Thì đúng rồi, con Mina nó có bầu, em chẳng phải đưa nó đi khám thì sao? Trời ơi! Chị bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, tĩnh bình tĩnh. Cô thấy chưa? Vậy mà cô còn kêu tôi bình tĩnh được hả? Trời ơi, nó làm cho con Mina có bầu mà bây giờ mình đánh nó, mình dạy nó còn giọng cái mỏ nó lên nó cãi mình hả? Nó còn nói là thì Mina có bầu thì phải đưa Mina đi khám chứ còn gì nữa. Ôi trời đất ơi, tức là có bầu chảy em để đấy à? Ôi trời thôi thôi thấy nó không? Thắng ơi Thắng, nó nói chuyện giống như là cái chuyện nó làm là cái chuyện đương nhiên. Hiểu nó làm như cái chuyện nó làm là chân lý, là nó đang làm đúng chứ là nó không hề biết là nó làm sai. Rồi thôi chị cứ để cho Thắng nó giải bày cái đã. Để cái gì thì nó thừa nhận rồi chứ còn giải bày cái gì nữa hả? Để nó rõ ràng ra. Thắng nó làm cái gì? Nó thừa nhận rồi, mày tại sao mày lại làm cho con Mina có bầu hả? Tại sao? Là sao chị hai? Đáng lẽ mày phải dẫn con Mina về đây giới thiệu với chị, giới thiệu với gia đình, ra mắt ba má, rồi mày cưới con Mina, rồi làm cái lễ hỏi, rồi làm cái lễ cưới. Mày cưới nó về xong rồi sau đó mày hẳn làm cho nó có bầu. Mày là đàn ông hả? Mày là trai mới lớn, mày phải biết là mày phải có trách nhiệm với chính bản thân mày. Vâng. Không chỉ chính bản thân mày mà với cả người khác nữa. Năm nay đó hả? Mày cho con mày sử dụng con Mina như đồ chơi của mày cho mày sung sướng, mày bây giờ nó có bầu như vậy đó rồi mày phủi bỏ trách nhiệm hả? Dạ rồi ai có bầu đó, con Mina là con chó mà thì mày làm cho con chó có bầu mày. Ủa Mina là con chó hả? Con Mina là con chó mà nãy giờ em chưa kịp nói thì chị đã nhảy vào miệng em rồi, đánh em như một con chó ấy, còn không đỡ em lên đi. Ôi khổ thân em tôi thế này. Đứng dậy. Thế con Mina là con chó à? Vâng là con chó à. Thế nuôi từ lúc nào? Nó bên nhà bà nội. Rồi nuôi bên nhà bà nội à? Thế Tám, em nói thật với chị nhá, từ cái thời bố sinh mẹ đẻ ra, lần đầu tiên mà em gặp cái người mà nó nhiều chuyện với chị đấy. Chị lại sang nói điều em với chị hai em đúng không? Chị đâu có biết con Mina là con chó đâu. Chị nghe cái tên đẹp chị tưởng đâu Mina là tên của một cô gái nào rất là dễ thương. Vừa phải thôi chứ trời, cô phải biết cái câu chuyện là ngọn nguồn như thế nào phải rõ ràng. Cô hẳn qua đây cô bét tôi, cô làm tí nữa là coi như là tôi đánh em, tôi là coi như là tao bắt thì tôi quá lắm. Bây giờ làm sao bây giờ nó bị như thế này này, bây giờ cô phải làm sao đây chứ? Em nghe nhầm, lần sau em sẽ nghe kỹ hơn rồi em sẽ nói với chị kỹ hơn. Thôi em xin lỗi, em xin lỗi cả nhà. Em chào. Đúng thiệt, nhiều chuyện hết sức, làm xíu nữa là tổn thương và danh dự gia đình rồi. Tại chị hai nghe chuyện bà đó. Thôi chị xin lỗi, lên đây ngồi đi, sao cứ quỳ mãi nè. Lên đây ngồi với chị nè, chị xin lỗi này. Chiều nay chị cho đi uống trà sữa, chị xin lỗi nha. Vâng. Mà chị hai. Sao? Em cũng có chuyện muốn nói với chị. Bây giờ con Mina nó có bầu rồi thì cứ đưa nó đến thú y đi, chăm sóc cho nó đầy đủ, cứ thuốc thang đầy đủ, chị phụ tiền cho. Dạ, thế chị hai nuôi thêm con nữa nhá. Em nuôi thêm cả mèo hay thỏ hay là hamster à? Dạ, em nuôi thêm con Hannah mà nó cũng có bầu rồi chị hai. Hannah à? Nó tên cũng hay đấy. Thế Hannah nó thuộc giống gì? Nó thuộc giống người chị ạ. Nó là con người yêu em.